Trong video dưới đây, The Broker sẽ giới thiệu cho các bạn về một thương vụ dự kiến là thương vụ hot nhất năm, Reddit IPO. Reddit được thành lập vào năm 2005 bởi Steve Huffman và Alexis Ohanian, hai người bạn ở cùng phòng tại Đại học Virginia. Năm 2006, Reddit đã được con đẻ Nash, nhà xuất bản các tạp chí như Vogue, The New Yorker và Vanity Fair mua lại. Đến năm 2011, nền tảng này trở thành một công ty con độc lập. Đây là một nền tảng mạng xã hội nơi người dùng có thể chia sẻ nội dung và thảo luận về các chủ đề khác nhau. Nền tảng này được chia thành các cộng đồng được gọi là subreddits, nơi người dùng có thể chia sẻ tin tức, hình ảnh, video và các loại nội dung khác. Công ty có trụ sở tại San Francisco được cho là đang có kế hoạch nộp hồ sơ công khai vào cuối tháng 2 năm 2024 và sẽ hoàn tất quá trình chào bán cổ phiếu ra công chúng vào cuối tháng 3 năm 2024. Theo kế hoạch, Reddit sẽ chào bán khoảng 10% cổ phần tư nhân của mình ra công chúng. Việc định giá IPO, yếu tố cho thấy giá trị cổ phiếu của công ty và bị ảnh hưởng bởi nhu cầu, hiện vẫn chưa được quyết định. Reddit được định giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, nhưng giám đốc điều hành Steve Huffman cho biết, tính tới năm 2023, công ty vẫn chưa có lãi. Tháng trước, trang truyền thông The Information ước tính doanh thu quảng cáo năm 2023 của Reddit là 800 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với năm 2022. Công ty cũng tạo ra doanh thu thông qua các đăng ký trả phí, được cung cấp với giá 5.99 đô la Mỹ một tháng. Điều này cho phép người dùng đọc các chủ đề thảo luận mà không có quảng cáo, có quyền truy cập vào các phòng chờ ảo độc quyền và mua phụ kiện cho hình đại diện của họ. Vậy thương vụ này đang gặp những cơ hội và thách thức nào? Cơ hội cho Reddit bao gồm: nguồn vốn dồi dào, việc IPO sẽ giúp Reddit thu hút nguồn vốn lớn để đầu tư vào phát triển nền tảng, mở rộng sang thị trường mới và cạnh tranh với các đối thủ như Facebook, Twitter, TikTok. Nâng cao vị thế, IPO sẽ giúp Reddit nâng cao vị thế trên thị trường, thu hút thêm người dùng và nhà quảng cáo và tạo động lực cho nhân viên. Cộng đồng gắn kết, Reddit sở hữu cộng đồng người dùng gắn kết và trung thành, đây là điểm mạnh giúp thu hút nhà đầu tư và tạo sự khác biệt so với các đối thủ. Nhu cầu quảng cáo tăng cao, nhu cầu quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội đang tăng cao, đây là cơ hội lớn cho Reddit để gia tăng doanh thu. Tuy nhiên, công ty cũng sẽ gặp những thách thức như: cạnh tranh gay gắt, Reddit phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng truyền thông xã hội khác như Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Lỗ lũy kế, Reddit đang chịu lỗ lũy kế, việc IPO sẽ tạo áp lực cho công ty trong việc cải thiện tình hình tài chính. Quản lý cộng đồng, Reddit cần đảm bảo quản lý cộng đồng hiệu quả để tránh các vấn đề như nội dung độc hại, thông tin sai lệch và quấy rối. Sự phụ thuộc vào nhà đầu tư, sau khi IPO, Reddit sẽ phụ thuộc vào các nhà đầu tư, điều này có thể ảnh hưởng đến chiến lược phát triển và văn hóa công ty. Nhìn chung, Reddit IPO vẫn là một thương vụ đáng để các nhà đầu tư quan tâm và theo dõi. Để cập nhật thêm tin tức về thương vụ siêu hot này nhanh nhất, hãy truy cập vào website của The Brokers nhé. The Brokers luôn mong rằng những thông tin mà chúng tôi mang đến sẽ giúp ích cho công cuộc đầu tư của bạn. Hãy đón chờ thêm nhiều video tiếp theo của The Brokers để cập nhật thêm những case tài chính nổi tiếng trên toàn cầu. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin gì khác, hãy để lại bình luận ngay phía dưới cho The Brokers cũng như hãy ủng hộ chúng tôi nếu bạn thấy video này hữu ích nhé. Đăng ký theo dõi kênh The Brokers ngay để cập nhật thêm các tin tức tài chính hot nhất cũng như các thông tin so sánh, đánh giá về các sàn môi giới trên thị trường. The Brokers luôn đồng hành cùng bạn trên con đường tiến đến thành công trong thị trường trading đầy biến động này.